Mùa xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Lexus RX 350, một chiếc xe sản xuất năm 2022, mẫu form dáng cuối cùng của máy 3.5. Chiếc xe em đang cập nhật là nhập Nhật Bản, làm bánh quãng đường là hơn 30.000 km, ngoại thất là màu xanh Kawasaki, nội thất là màu da bò, full đầy đủ lịch sử bảo dưỡng tại hãng, check test hãng gara toàn quốc theo yêu cầu của anh chị và các bạn. Với cỗ động cơ của chiếc xe, nó trang bị là máy 3.5 V6 vô cùng mạnh mẽ, sản sinh công suất lên tới là 296 mã và sức kéo của chiếc xe có thể đạt tới là 370 Newton. Động cơ của chiếc xe đáp ứng cho anh chị và các bạn các điều kiện vận hành khác nhau, cùng với đó thì xe cũng trang bị các tính năng an toàn như cam 360, rửa đèn pha, đèn chiếu sáng thông minh, hay là những cái tính năng an toàn như là cảnh báo vượt trên gương, rồi là hỗ trợ theo dõi làn đường, cảnh báo lệch làn, điều khiển hành trình thích ứng, hệ thống an toàn tiền va chạm, rồi là hệ thống an toàn đèn pha, AHS tự động thích ứng với công nghệ quét tốc độ cao, giúp cho anh chị và các bạn có thể di chuyển an toàn. Với túi khí của chiếc xe, nó trang bị cho anh chị và các bạn là 10 túi khí. Tổng thể chi tiết về chiếc xe, sơn xi ngoại thất của chiếc xe nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo. Nguyên bản của chiếc xe nó còn rất là cao, tuy vậy thì cũng có một vài điểm xước sát nhỏ đã được sơn tỉa. Đấy. Đây là những phần không gian cốp chứa đồ của chiếc xe, một cái không gian chứa đồ rất là rộng rãi với đầy đủ những cái tiện ích cốp điện và có gập điện hàng ghế thứ hai và mở điện, giúp cho anh chị và các bạn có thể gia tăng một cách dễ dàng. Như một chiếc xe nước em đã giới thiệu cho anh chị và các bạn đây, thì khi mà anh chị và các bạn mua chiếc xe này sẽ tiết kiệm hơn cái thời điểm mua mới khoảng gần 1 tỷ đồng. Đấy, đây là những cái chi tiết tổng thể của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể tham khảo. Từ những đường nét về keo chỉ, đinh tán, ốc ác của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ nguyên bản cao, cam kết cho anh chị và các bạn về chất lượng của chiếc xe trên văn bản hợp đồng giấy tờ, nên anh chị và các bạn có thể yên tâm hoàn toàn về chiếc xe em đang cập nhật. Và sau đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua bộ vành mâm, hợp kim của chiếc xe, cũng như là dàn nốp của chiếc xe nó vẫn còn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao. Đấy, chất lượng bên trong thì nó sẽ có những cái phần táp ly bọc da và những phần ốp gỗ, rèm che chắn nắng để giúp tạo không gian riêng tư cũng như là tránh nắng cho người ngồi phía sau. Toàn bộ ghế da của chiếc xe đều sử dụng da cao cấp với bề mặt êm ái, đường chỉ khâu vô cùng tinh tế. Các chi tiết đánh giá được về chất lượng của chiếc xe thì em cũng quay đầy đủ rõ ràng cho anh chị và các bạn cùng tham khảo qua về những cái đường nét về cột kèo và chất lượng bề mặt ghế ngồi của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể cùng nhìn trong clip. Với ghế ngồi của chiếc xe, nó có chức năng ngả điện cũng như là gập điện hàng ghế thứ hai để tạo cái không gian chứa đồ. Có bệ tì tay, cửa gió điều hòa trung tâm và có chức năng xây ghế cho anh chị và các bạn ở phía sau đầy đủ. Đấy, đây là những cái chi tiết về cột kèo cũng như không gian ngồi của chiếc xe thì em cũng sẽ quay rõ ràng từng phần để đảm bảo cho anh chị và các bạn có thông tin chính xác về chiếc xe cũ đã qua sử dụng. Với hàng ghế sau của chiếc xe, nó có thể ngả theo tỷ lệ là 60-40, giúp cho hành khách có thể là cảm thấy thoải mái nhất. Chất lượng ghế ngồi của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể nhìn qua, em quay rõ như này thì là các bác có thể biết được là xe đi nhiều đi ít rồi. Với hệ thống loa của chiếc xe sử dụng là loa cao cấp, cho anh chị và các bạn cái chất lượng âm thanh hảo hạng. Không gian ngồi có cửa sổ trời, có cửa gió điều hòa, có bệ tì tay, tựa đầu, dây đai an toàn. Đấy là những cái tiện ích ở hàng ghế thứ hai. Và tiếp tới đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về không gian khoang lái của chiếc xe. Ta cùng cảm nhận những option hiện tại được trang bị trên cái không gian khoang lái của chiếc xe, với các chi tiết được thiết kế rất là tỉ mỉ, cùng với những các phím bấm chức năng của chiếc xe được thiết kế rất là gọn gàng, bố cục giúp cho chủ nhân của chiếc xe có cảm nhận được về những cái trải nghiệm trên chiếc xe này. Hệ thống mở cửa của chiếc xe thì nó cũng sử dụng cho anh chị và các bạn như là mở cửa thông minh 4 cánh cửa. Và đây là những cái phần cánh cửa, cánh lái của chiếc xe có các phím chức năng như là lên xuống kính, chỉnh gương, rồi là nhớ ghế. Bên trong thì nó có hắt kính lái, có vô lăng tích hợp, có cảnh báo lệch làn, rồi là phanh khoảng cách, duy trì làn đường, rồi là đầy đủ các chức năng an toàn cho anh chị và các bạn. Màn hình giải trí được trang bị là màn hình 12,3 inch,
cho anh chị và các bạn cái trải nghiệm về âm thanh cũng như là giải trí tiện ích, về cũng như là các tính năng công nghệ Cam 360 giúp cho anh chị và các bạn có thể lái xe an toàn. Chất lượng ghế ngồi của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể cùng tham khảo cùng em. Về ghế lái của chiếc xe đã lăn bánh quãng đường là hơn 30.000 km, nó còn được những gì? Tem mác của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là rõ ràng, đảm bảo cho anh chị và các bạn. Với cái mức giá bán của chiếc Lexus RX 350 sản xuất năm 2022, hiện tại đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với một cái mức giá nó vô cùng hợp lý, chỉ khoảng 3.790.000.000, giá vẫn còn giảm và thương lượng, có hỗ trợ sang tên cũng như check test hãng gara toàn quốc theo yêu cầu. Với máy móc của chiếc xe thì em sẽ mở lên cho anh chị và các bạn cùng ngắm qua tổng thể chi tiết. Còn cụ thể hơn nữa thì các bác có thể trao đổi với em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin cụ thể chi tiết để đảm bảo cho anh chị và các bạn có các thông tin rõ ràng về chiếc xe cũ em đang cập nhật cho anh chị và các bạn là chiếc Lexus RX 350 sản xuất năm 2022 này. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ. Xin chào và hẹn gặp lại.